hôm nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với doanh nghiệp năm 2017 với chủ đề Đồng hành cùng doanh nghiệp. Đến dự hội nghị, thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng kính giới thiệu đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Minh Chí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Đến dự còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, trưởng phó các ban đảng Trung ương, chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội, của các văn phòng Trung ương Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đến dự hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu Ngài Thong Sa Văn Phôm Vi Hản, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Ngài Park Nguyen Hông, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam và gần 2.000 đại biểu tham dự trực tiếp đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước và các định chế tài chính và gần 7.000 doanh nghiệp đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp tại các địa phương. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về chương trình hội nghị, trước hết chúng ta phát biểu khai mạc chỉ đạo hội nghị của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp theo là ba báo cáo của Bộ Kế hoạch Đầu tư về sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết 35, báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về tổng hợp đánh giá cộng đồng doanh nghiệp và việc thực hiện Nghị quyết số 35, báo cáo của Văn phòng Chính phủ về tổng hợp công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Sau đó là các tham luận, hiến kế, kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp. Tiếp theo là các bộ, các đơn vị và địa phương tham luận trực tiếp trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp, ý kiến của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Cuối cùng, Thủ tướng Chính phủ sẽ kết luận hội nghị. Thưa đại diện các hiệp hội doanh nghiệp trong nước và quốc tế, cộng đồng các doanh nghiệp và doanh nhân, thưa tất cả quý vị khách quý, hôm nay đây tôi đứng trước cộng đồng doanh nghiệp cùng toàn thể quý vị, tôi bồi hồi nhớ lại không khí cách đây hơn một năm tại hội nghị Doanh nghiệp Việt Nam, động lực phát triển kinh tế của đất nước, được tổ chức tại Hội trường Thống nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Có thể nói, hội nghị đó không chỉ đã tiếp thêm sức mạnh cho doanh nghiệp, mà cho cả chính phủ, các bộ ngành và địa phương. Khi chính phủ mới bước vào một hành trình mới, trong bối cảnh có nhiều tồn tại và thách thức. Nhân sự kiện lần này được tổ chức tại thủ đô của chúng ta, tôi nhớ một trong nhà khởi nghiệp tư sản dân tộc tiêu biểu của chúng ta, ông Bạch Thái Bưởi từng nói: tôi muốn làm cho Hà Nội cũng tươi đẹp như Paris. Ông tổng kết bài học thương trường: phải biết cung cấp cái mà người ta đang thiếu, cái mà người ta đang cần, và phải kịp thời. Và người thầy của dân thương Việt Nam, Chí sĩ Lương Văn Can, đã nói với đại ý như thế này: văn minh cần tiến bộ, buôn bán cần thịnh đạt. Việc buôn bán thịnh suy có quan hệ đến quốc dân thịnh suy. Có thể nói từ cả thế kỷ trước, chúng ta đã có những chí sĩ yêu nước, nhà khởi nghiệp mang trong mình hoài bão lớn, bắt nhịp
với xu thế của thời đại. Bài học, tấm gương và khát vọng của họ tiếp tục là niềm cảm hứng và làm rạng danh thương hiệu doanh nhân Việt Nam cho đến ngày hôm nay. Từ nay đến 13:30, sau khi nghe các báo cáo và ý kiến các bộ, ngành, tỉnh, thành, các hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nhân phân tích những kết quả đã đạt được, chúng ta hãy đối chiếu lại với những nguyên tắc để xây dựng thể chế tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, doanh nhân cùng với hai nhóm giải pháp trước đây mà chúng ta đã đề ra, đó là kiến tạo môi trường kinh doanh công bằng, thân thiện, khuyến khích đầu tư, đảm bảo thực thi pháp luật, và hai là cải cách thủ tục hành chính. Tôi tin rằng các bạn đã nhìn thấy nỗ lực và quyết tâm của chúng tôi trong việc xây dựng một chính phủ hành động luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bình đẳng và bền vững. Tuy nhiên, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ cũng hiểu rằng đó chỉ là những bước đi đầu tiên với những kết quả hết sức khiêm tốn. Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm phía trước, bởi còn rất nhiều rào cản cho sự phát triển của doanh nghiệp. Thưa quý vị đại biểu, tại hội nghị này, Chính phủ đề nghị trước hết là một năm sau khi triển khai nghị quyết 35 về phát triển doanh nghiệp, chúng ta gặp nhau lần thứ hai này để bàn kế hoạch hành động cho thời gian tới, để có một sự bứt phá trong nhiệm vụ phát triển doanh nghiệp. Vì vậy, Chính phủ cần nhận được những ý kiến thẳng thắn của quý vị, những người hàng ngày trải nghiệm và hiểu rõ môi trường cạnh tranh thú vị này. Một tinh thần của hội nghị đó là thẳng thắn, chân thành và xây dựng. Tôi rất vui mừng được biết tại hội trường hôm nay có thể tham dự trực tiếp của khoảng trên 2.000 đại biểu đến từ cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế, lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương và địa phương, cùng gần 1 vạn đại biểu theo dõi trực tuyến tại đầu cầu 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó, Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, lãnh đạo cấp sở ngành của các địa phương, các huyện ở các tỉnh thành đều có mặt đông đủ. Không chỉ lực lượng doanh nghiệp mà các cơ quan quản lý nhà nước ở các cấp, các ngành với số lượng lớn như vậy. Chính vì vậy, đây là cái hội nghị quy tụ lực lượng doanh nghiệp đông đảo nhất từ trước đến nay. Và hội nghị này đã được diễn ra sau hội nghị Trung ương 5 khóa 12 mới kết thúc. Tại hội nghị này, hội nghị Trung ương lần thứ 5 khóa 12 đã ra các nghị quyết có liên quan về doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là phát triển kinh tế tư nhân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kết luận coi kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của sự phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Với doanh nhân, thời gian là tiền bạc. Tôi rất trân trọng quý vị đã dành thời gian để nghe và góp ý với Chính phủ. Tôi cũng xin đề nghị các cơ quan nhà nước phát biểu ngắn gọn để dành thời gian cho cộng đồng doanh nghiệp phát biểu. Và như lời khai mạc của Văn phòng Chính phủ đã nêu, ngay sau hội nghị này, chiều nay Thủ tướng, các Phó Thủ tướng sẽ họp với các Bộ trưởng để thông qua một cái chỉ thị quan trọng, sau khi tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu, để tiếp tục có một cái chỉ thị ban hành, Chính phủ tiếp tục tổ chức thực hiện tốt hơn nghị quyết 35 của Chính phủ.
Kính thưa Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, kính thưa các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, thưa các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành của Trung ương và địa phương, đại diện các tổ chức quốc tế, các hiệp hội doanh nghiệp, đại diện cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Nghị quyết số 35 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 được ban hành tháng 5 năm 2016 đã khẳng định 10 nguyên tắc và 5 nhóm giải pháp cần thực hiện nhằm mục tiêu xây dựng nhà nước kiến tạo, lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân và doanh nghiệp khởi nghiệp, tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Theo sự phân công của Chính phủ, tôi xin báo cáo sơ kết một năm về tình hình thực hiện nghị quyết. Báo cáo đã tập trung đánh giá vào các cái kết quả đã đạt được, đặc biệt là được chỉ ra được những cái điểm tồn tại hiện hạn chế và những cái nguyên nhân. Và trên cơ sở đó thì kiến nghị các cái giải pháp trọng tâm cho năm 2017 và năm 2018. Thứ nhất là về kết quả đạt được, thì cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Thì Chính phủ đã ban hành 50 nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh, trong đó thì cắt giảm 24 ngành nghề kinh doanh có điều kiện và cắt giảm nhiều thủ tục, giấy phép tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Chính phủ điện tử được triển khai trong nhiều thủ tục hành chính như là thuế, hải quan, đăng ký doanh nghiệp, vân vân, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm chi phí và phòng chống tiêu cực, tham nhũng. 63 tỉnh, thành phố đã ban hành chương trình hành động, thành lập đường dây nóng, tổ chức đối thoại với nhiều mô hình đa dạng như là hội nghị lắng nghe và đổi mới của thành phố Hồ Chí Minh, cà phê doanh nhân Quảng Ninh, Đồng Tháp, Trà Vinh, An Giang, Sóc Trăng, v.v. Rồi khởi nghiệp doanh nhân của Kon Tum, bác sĩ doanh nghiệp của Bắc Ninh, v.v. Trong lĩnh vực tín dụng thì Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện các cái cân đối vốn, ổn định lãi suất huy động, tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh để có điều kiện giảm lãi suất cho vay. Đề xuất gói tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nông nghiệp, công nghệ cao. Thực hiện chủ trương giảm chi phí cho doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã ban hành 15 thông tư điều chỉnh mức thu phí của 29 trạm thu phí. Bộ Giao thông Vận tải đã lập tổ công tác liên ngành để xem xét đề xuất tăng cường quản lý, giám sát giá, cắt giảm các cái khoản phụ thu bất hợp lý đối với hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển. Thanh tra Chính phủ đã quán triệt và tăng cường công tác thanh tra xử lý vi phạm theo hướng lồng ghép, phối hợp và kế thừa, thực hiện theo nội dung và nguyên tắc thanh kiểm tra không khóa một lần trong một năm như đã nêu tại nghị quyết. Định kỳ hàng quý tổ chức họp báo công bố kết quả thanh tra tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và trả lời các câu hỏi mà dư luận quan tâm. Một số địa phương như là Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Lào Cai, Quảng Bình, Đắk Lắk, Sóc Trăng, vân vân đã ban hành văn bản đôn đốc hướng dẫn phối hợp công tác thanh tra giữa các đơn vị trực thuộc. Chủ trương khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo theo tinh thần của nghị quyết 35 đã lan tỏa rộng rãi. Hàng trăm sự kiện cuộc thi khởi nghiệp, lập nghiệp được nhiều tổ chức và địa phương triển khai. Gần 30 không gian làm việc chung và sáng tạo thuộc khu vực tư nhân được thiết lập. Mạng lưới các nhà đầu tư cho khởi nghiệp dần được hình thành. Về mở rộng thị trường và cơ hội đầu tư kinh doanh, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 13 trong lĩnh vực mua sắm công nhằm đẩy mạnh tiêu dùng vật tư hàng hóa sản xuất trong nước, ban hành nghị quyết số 58 thu hẹp các lĩnh vực mà doanh nghiệp nhà nước nắm giữ, tạo thị trường cho khu vực tư nhân tham gia vào các ngành lĩnh vực quan trọng như sản xuất, kinh doanh điện, hóa chất cơ bản, thuốc lá, dịch vụ viễn thông, tài chính ngân hàng, v.v. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trình Quốc hội thông qua trong kỳ họp thứ 3 sắp tới với nhiều chính sách đột phá cho doanh nghiệp. Bộ Tài chính đã dự thảo nghị quyết tháo gỡ khó khăn về thuế. Bộ Công Thương đang xây dựng đề án phát triển thị trường trong nước, v.v. Các bộ như Công an, Lao động Thương binh Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Tài nguyên Môi trường, Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Tư pháp, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng và các địa phương
đang triển khai tích cực để thực hiện các nhiệm vụ được giao tại nghị quyết số 35. Những nỗ lực trên thì đã góp phần quan trọng trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam. Riêng năm 2016 thì đã có hơn 110.000 doanh nghiệp được thành lập mới, tăng hơn 16% so với năm 2015, đạt mức kỷ lục từ trước đến nay. Hơn 2.600 dự án đầu tư nước ngoài mới với gần 16 tỷ đô la Mỹ vốn đăng ký, tăng hơn 23% về số vốn dự án so với cả cùng kỳ. Theo đánh giá của World Bank, năm 2016 Việt Nam đã tăng 9 bậc, tức là từ vị trí 91 lên vị trí 82 về chỉ số môi trường kinh doanh. Đánh giá của Eurocharm, Amcham, Jetro cũng cho thấy môi trường kinh doanh của Việt Nam đang tiếp tục được cải thiện và các doanh nghiệp đang lạc quan về triển vọng kinh doanh tại Việt Nam. Về một số hạn chế và nguyên nhân, mặc dù đã có nhiều các cái nỗ lực triển khai như trên, nhưng phản ánh từ cộng đồng của doanh nghiệp thì cho thấy vẫn tồn tại một số khoảng cách giữa chính sách và thực thi, cụ thể như sau. Về cải cách thủ tục hành chính môi trường đầu tư kinh doanh, đó là chưa giải quyết triệt để được cái sự thống nhất giữa mặt luật pháp như luật đầu tư, bảo vệ môi trường, đất đai, xây dựng, dẫn đến vướng mắc trong thực thi. Thực tế thực hiện liên thông trong giải quyết các cái thủ tục đầu tư, đất đai, đăng ký kinh doanh và các thủ tục khác chưa thông suốt và hiệu quả. Vẫn tồn tại tình trạng nhiều cơ quan cùng quản lý một vấn đề, gây khó khăn và gia tăng gánh nặng tuân thủ cho doanh nghiệp. Thí dụ như lĩnh vực an toàn thực phẩm hiện đang còn do 3 bộ, công thương, y tế, nông nghiệp cùng quản lý theo 3 nghị định khác nhau, hay là giấy phép kiểm dịch do các đơn vị khác nhau trong một bộ cùng xử lý mà chưa thống nhất được đầu mối. Quy định và hướng dẫn về thủ tục thuế và hải quan phân loại mã số hàng hóa xuất nhập khẩu thì chưa đủ rõ ràng. Thủ tục cấp chứng nhận trong phòng cháy chữa cháy, đo khí thải, chất thải, bảo vệ môi trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khoáng sản, tài nguyên theo phản ánh thì đang còn gây nhiều bức xúc cho doanh nghiệp. Về tiếp cận đất đai, thủ tục giải phóng mặt bằng, giá thuê đất thì đang còn cao, cùng với các thủ tục cấp phép nêu trên vẫn là những vấn đề nan giải đối với cả doanh nghiệp. Doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa thì vẫn đang còn khó khăn để có được mặt bằng sản xuất. Việc thu hồi đất, tính giá đền bù thì đang còn phức tạp, chưa sát với cả thực tế của thị trường, thông tin quy hoạch không rõ ràng, dẫn đến việc chấp thuận chủ trương đầu tư của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn. Về mở rộng thị trường và cơ hội đầu tư kinh doanh, việc triển khai đấu thầu qua mạng nhằm công khai minh bạch các dự án mua sắm công, tạo cơ hội tham gia của doanh nghiệp chưa bảo đảm theo lộ trình, theo yêu cầu của chính phủ. Quản lý nhà nước đối với cả chất lượng hàng hóa thì đang còn lỏng lẻo, hàng giả, hàng kém chất lượng chưa được kiểm soát hiệu quả, hàng rào kỹ thuật thì chưa phát huy tác dụng, v.v. dẫn đến tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, chèn ép sản xuất trong nước và ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội. Tiến độ cổ phần hóa của các doanh nghiệp nhà nước diễn ra còn chậm, làm thu hẹp thị trường và cơ hội tham gia cung cấp các dịch vụ công của khu vực tư nhân. Về tiếp cận tín dụng, mặc dù ngân hàng nhà nước và hệ thống ngân hàng thương mại đã có nhiều nỗ lực để cải thiện, nhưng phản ánh của doanh nghiệp thì cho thấy thì vẫn còn nhiều khó khăn. Chỉ có 40% trong tổng số doanh nghiệp đang hoạt động có khả năng tiếp cận vốn vay từ ngân hàng. Doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc đăng ký tài sản theo luật đăng ký giao dịch bảo đảm để có cơ sở mang đi thế chấp vay vốn. Hoạt động của quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tồn tại nhiều vướng mắc. Doanh nghiệp nhỏ và vừa hầu như không tiếp cận được vốn qua kênh này. Về giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp, theo phản ánh của cộng đồng doanh nghiệp thì chi phí kinh doanh cơ bản còn ở mức cao, nhất là về chi phí vay vốn, logistics, tiền lương, bảo hiểm, chi phí giao dịch, tuân thủ thủ tục, v.v. Lãi suất bình quân của Việt Nam hiện là khoảng 7-9%, trong khi của Trung Quốc chỉ là 4,3%, Malaysia là 4,6%, Hàn Quốc 2-3%, Nhật Bản là 0,95%. Chi phí vận chuyển cho một container từ cảng Hải Phòng về Hà Nội đắt gấp 3 lần so với từ Hàn Quốc, Trung Quốc về Việt Nam. Chi phí tiếp cận điện năng cao gần 49 lần Philippines.
chi phí nộp thuế cao nhất so với cả trong khối ASEAN 4, tức là 39% lợi nhuận làm ra, cao hơn 2 lần so với cả Singapore. Tốc độ tăng lương tối thiểu thời gian qua, chúng ta tăng từ 8 đến 12%, đem lại lợi ích cho người lao động. Nhưng tốc độ tăng năng suất lao động lại chỉ đạt 4 đến 5%. Mức đóng bảo hiểm là 22% lương tháng là cao so với cả Malaysia chỉ là 13% và Philippines là 10%. Chi phí kiểm nghiệm lô hàng trước khi xuất khẩu tăng trung bình từ 1,5 đến 2 lần so với trước đây. Thời gian kéo dài từ 7 đến 10 ngày. Ngoài ra thì các chi phí không chính thức vẫn là gánh nặng lớn cho doanh nghiệp, đặc biệt trong các thủ tục tiếp cận mặt bằng sản xuất kinh doanh, tiếp đón thanh tra, kiểm tra, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện. Theo khảo sát thì 66% doanh nghiệp trong khảo sát PCI năm 2016 thì đã xác nhận là đã phải trả cái loại chi phí này. Vấn đề nợ động xây dựng cơ bản, thanh toán chậm và thủ tục phiền hà đối với các dự án và dịch vụ công cho doanh nghiệp cung cấp thì chưa được giải quyết dứt điểm, ảnh hưởng lớn đến chi phí và rủi ro tài chính của doanh nghiệp. Việc thực hiện thanh tra kiểm tra ở cấp địa phương thì còn tồn tại hiện tượng chồng chéo, trùng lắp về nội dung giữa các ngành như công an, môi trường, xây dựng, thuế, v.v. Các cấp sở, quận, huyện còn tồn tại thiếu sự phối hợp giữa các ngành thanh tra và ngành kiểm toán, chưa có sự kế thừa các kết luận thanh tra kiểm tra của các cơ quan. Đây cũng là nguy cơ hiện hữu dẫn đến rủi ro lớn, thiệt hại về tài sản, gián tiếp tạo thêm gánh nặng chi phí cho kinh doanh, cho doanh nghiệp. Năng lực nội tại và ý chí kinh doanh của nhiều doanh nghiệp đang còn thấp, thể hiện rõ ở quy mô nhỏ, công nghệ lạc hậu, năng lực quản trị hạn chế, dẫn đến năng suất và hiệu quả kinh doanh, sức cạnh tranh kém, chủ yếu tham gia ở phân khúc thị trường có giá trị gia tăng thấp. Doanh nghiệp hiện nay chúng tôi thống kê là trong lĩnh vực sản xuất chế biến chế tạo chỉ chiếm 16% trong tổng số doanh nghiệp đang hoạt động. Còn lại thì chủ yếu trong lĩnh vực thương mại, xây dựng, bất động sản. Thì đây là những rào cản lớn nhất hạn chế khả năng tham gia vụ chuỗi giá trị sản xuất trong nước, khu vực và toàn cầu. Về nhận diện một số nguyên nhân chính, thì nhận thức của người đứng đầu của một số bộ ngành địa phương về ý nghĩa tầm quan trọng việc triển khai nghị quyết 35 chưa được đầy đủ, sâu sắc, dẫn đến việc triển khai nghị quyết chưa được quyết liệt và hiệu quả. Còn tồn tại nhiều cán bộ công chức chưa tự đổi mới tư duy, từ quản lý doanh nghiệp sang lấy doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ, chưa theo kịp được tinh thần chủ trương của nhà nước kiến tạo, chưa tuân thủ nghiêm túc các nguyên tắc về đạo đức công vụ, thậm chí còn định kiến phân biệt đối xử gây khó khăn, nhũng nhiễu một bộ phận công chức có chuyên môn nghiệp vụ còn hạn chế, thiếu thực tế, cứng nhắc trong vận dụng chính sách, chưa giải quyết kịp thời cho doanh nghiệp. Sự phối hợp giữa các bộ ngành, giữa trung ương và địa phương trong triển khai nghị quyết còn chưa tốt, chậm giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp. Vai trò của các hiệp hội doanh nghiệp trong công tác đối thoại với chính quyền còn mờ nhạt, chưa thể hiện rõ là người đại diện để tranh luận, phân tích một cách độc lập, khách quan, kiến nghị đúng và trúng các cái vấn đề để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp. Ngoài ra thì có thể nói đến một cái nguyên nhân về văn hóa của phương Đông, đó là cái thiên hướng ít thay đổi, ngại đổi mới và có tâm lý sợ rủi ro. Đây cũng là một cái rào cản lớn để cản trở doanh nghiệp Việt Nam chấp nhận thách thức để bứt phá vươn lên, bắt kịp được với xu thế mới của hội nhập và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thưa các quý vị đại biểu, Hội nghị Trung ương lần thứ 5 khóa 12 đã nhấn mạnh nhiệm vụ chăm lo phát triển kinh tế tư nhân nhanh, lành mạnh và đúng đắn hơn, thực sự trở thành động lực quan trọng để giải phóng sức sản xuất, phát triển kinh tế xã hội. Quyết tâm của Chính phủ là thực hiện và hoàn thành được các nhiệm vụ do Đảng và Quốc hội giao. Do vậy, để đạt được mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2017 và những năm còn lại của nhiệm kỳ, tinh thần và nội dung của Nghị quyết 35 cần phải được quán triệt và triển khai mạnh mẽ, đồng bộ. Chính phủ sẽ tập trung thực hiện ngay các giải pháp cụ thể trong năm 2017 và năm 2018 như sau. Đó là xóa bỏ mọi định kiến, rào cản
cải cách mạnh các cái thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển ở tất cả các ngành, lĩnh vực mà pháp luật không cấm, khuyến khích các hộ cá nhân tự nguyện liên kết hình thành doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực. Các bộ ngành khẩn trương rà soát kiến nghị sửa đổi các cái quy định về đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo thống nhất với cả luật đầu tư, luật doanh nghiệp và các luật liên quan, nhằm đơn giản hóa các cái điều kiện đầu tư kinh doanh, minh bạch và dễ tuân thủ. Đẩy mạnh việc rà soát đề xuất sửa đổi các cái quy định các loại thuế, quản lý thuế, hải quan để giảm thiểu các cái thời gian và chi phí tuân thủ, báo cáo chính phủ đề án luật sửa các luật về thuế để trình quốc hội. Các bộ ngành rà soát danh mục hàng hóa thuộc đối tượng quản lý chuyên ngành, bổ sung mã HS tiêu chuẩn quy chuẩn đối với cả mặt hàng xuất nhập khẩu trong lĩnh vực quản lý. Xác định rõ mỗi nhiệm vụ có một cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan khác để xử lý. Về tiếp cận đất đai, rà soát kiến nghị sửa đổi bổ sung các quy định liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tính giá thuê đất, chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất và các mức thuế sử dụng đất, nhằm tháo gỡ khó khăn về tiếp cận đất đai cho doanh nghiệp, rà soát quy hoạch đảm bảo tính nhất quán và công khai minh bạch thông tin về quy hoạch. Về mở rộng thị trường và cơ hội đầu tư kinh doanh, khẩn trương hoàn thiện chiến lược tổng thể phát triển thị trường trong nước giai đoạn đến 2025, tầm nhìn đến 2035, chú trọng phát triển hệ thống bán lẻ, thúc đẩy sản xuất và khuyến khích tiêu dùng hàng Việt Nam, xử lý nghiêm và công khai những doanh nghiệp vi phạm pháp luật, buôn lậu, trốn thuế, buôn bán hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại, vi phạm pháp luật về môi trường, v.v. Các bộ ngành địa phương nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 13 của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực mua sắm công, quyết định số 58 về thu hẹp các lĩnh vực mà doanh nghiệp nhà nước nắm giữ để tạo thị trường cho khu vực tư nhân tham gia vào các ngành, các lĩnh vực. Về tiếp cận tín dụng, minh bạch quy định, thủ tục, điều kiện vay, rà soát quy định về đăng ký giao dịch bảo đảm để tạo điều kiện cho doanh nghiệp làm tài sản thế chấp vay vốn tại ngân hàng. Triển khai mạnh các cái hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường năng lực quản trị, minh bạch tài chính để nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng. Đẩy nhanh việc triển khai hoạt động của quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, quỹ bảo lãnh tín dụng tạo kênh vốn hỗ trợ cho doanh nghiệp. Về giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp, khắc phục ngay các bất cập trong quản lý các dự án BOT, mức thu phí, vị trí thu phí, chuyển sang thu phí điện tử không dừng, áp dụng công nghệ phù hợp để giám sát thu phí, đấu thầu công khai trong lựa chọn các nhà đầu tư thực hiện các dự án BOT. Có các giải pháp phù hợp để giảm lãi suất, đẩy nhanh xử lý các vấn đề nợ đọng xây dựng cơ bản để thanh toán nợ cho doanh nghiệp, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích nhà nước và doanh nghiệp, kiên trì thực hiện chủ trương thanh tra, kiểm toán đối với cả một doanh nghiệp không khóa một lần trong một năm. Trong đó thì lưu ý việc phối hợp thanh tra liên ngành ở các cấp địa phương, tập trung trong các lĩnh vực nổi cộm như là thuế, kiểm toán, môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động, v.v. Các doanh nghiệp cũng cần chủ động tích cực hơn nữa trong đổi mới quản lý, quản trị doanh nghiệp, tăng cường liên kết sản xuất, tham gia chuỗi giá trị trong nước, khu vực và thế giới, xây dựng thương hiệu và chữ tín trong kinh doanh, chăm lo đào tạo phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, nhất là trách nhiệm xã hội, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ tài nguyên môi trường. Trên cơ sở các nội dung chính nêu trên, thì đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành chỉ thị nhằm tiếp tục tăng cường triển khai hiệu quả nghị quyết số 35. Yếu tố then chốt là người đứng đầu của các bộ ngành địa phương phải nhận thức đầy đủ sâu sắc tinh thần nghị quyết số 35, chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo thực hiện một cách chủ động, quyết liệt và hiệu quả. Cán bộ công chức phải thay đổi tư duy, thái độ, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ. Cuối cùng thì tôi xin được thay mặt cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư kính chúc sức khỏe Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ và đại diện các tổ chức ngoại giao, tổ chức quốc tế, các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Xin trân trọng cảm ơn. Hôm nay là ngày 17 tháng 5, chỉ còn 2 ngày nữa
là chúng ta kỷ niệm ngày sinh của Bác Hồ. Chúng ta nhớ tới Bác, nhớ về câu chuyện của Bác với doanh nhân. Từ chiến khu Việt Bắc trở về thủ đô Hà Nội, chuẩn bị cho ngày Quốc Khánh, Bác đã đến ở nhà của một doanh nhân và tại nhà của một doanh nhân, nhà tư sản dân tộc. Bác đã viết bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Và ngày 18 tháng 9 năm 45, chỉ 2 tuần sau ngày độc lập, thì Bác đã gặp các nhà công thương của thủ đô Hà Nội. Và các nhà doanh nhân của Việt Nam đã trở thành giới chức xã hội đầu tiên được Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tại Phủ Chủ tịch trên cương vị Chủ tịch Chính phủ lâm thời. Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã học Bác Hồ, đã gặp gỡ doanh nghiệp ngay sau khi chính phủ được thành lập vào năm ngoái. Và sau hội nghị Diên Hồng năm 2016, một hội nghị Diên Hồng với doanh nhân sẽ đi vào lịch sử của nền kinh tế Việt Nam, thì chính phủ đã chụm đầu với doanh nghiệp ra nghị quyết 35. Nghị quyết đầu tiên về phát triển doanh nghiệp của chính phủ Việt Nam. Nghị quyết đầu tiên đề ra khung hành động cho chương trình phát triển doanh nghiệp cho nhiệm kỳ cả 5 năm. Nghị quyết đưa ra 3 thông điệp căn bản. Tôi nghĩ đây là 3 trụ cột của nghị quyết. Đó là doanh nghiệp là động lực của sự phát triển. Chính phủ giữ vai trò kiến tạo và phục vụ. Và nhân dân khởi nghiệp, theo nghĩa rộng nhất của từ này. Và khởi nghiệp là sự nghiệp của nhân dân. Chúng ta thực sự vui mừng khi thấy tinh thần đột phá của nghị quyết nêu trên trong thời hội nhập lại có sẵn trong nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh từ hơn 70 năm về trước. Trong bức thư gửi cho giới doanh nhân ngày 13 tháng 10 năm 1945, khi nói về vai trò của doanh nhân, Bác viết: nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là sự kinh doanh của các nhà công thương nghiệp thịnh vượng. Tức là Bác bảo doanh nghiệp là động lực cho sự thịnh vượng của đất nước. Về trách nhiệm của chính phủ, Bác nêu: chính phủ, nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp giới công thương trong công cuộc kiến thiết. Như vậy Bác đã hàm nghĩa chính phủ kiến tạo và phục vụ doanh nhân. Và Bác kêu gọi: tôi mong giới công thương hãy cùng đem vốn và làm công việc ích nước lợi dân. Tức là Bác kêu gọi doanh nhân khởi nghiệp. Như vậy là ba cái nền tảng căn bản nghị quyết 35 đã có từ trong cái bức thư của Bác Hồ gửi cho giới doanh nhân ngay từ ngày lập quốc. Chúng tôi rất vui mừng nghị quyết Trung ương 5 về phát triển kinh tế tư nhân vừa được thông qua cũng đã tiếp tục khẳng định cái tinh thần này. Trung ương và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh phải xóa bỏ mọi rào cản, mọi định kiến, phải chăm lo phát triển kinh tế tư nhân. Chính phủ phục vụ theo cách nói của Thủ tướng và Chính phủ. Đảng và nhà nước chăm lo cho sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân theo cách nói của Tổng Bí thư. Và chính phủ, nhân dân tận tâm giúp giới công thương theo cách nói của Bác Hồ. Đó chính là yêu cầu của chính phủ kiến tạo, là tinh thần xuyên suốt của nghị quyết 35. Tất nhiên phát triển doanh nghiệp có trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và trách nhiệm rất cao từ bản thân mỗi doanh nhân. Nhưng thể chế nào thì doanh nhân đó, thể chế minh bạch, chính quyền tận tâm thì doanh nghiệp sẽ phát triển lành mạnh, nhân dân sẽ đem vốn và làm những việc ích quốc lợi dân như Bác Hồ đã dạy. Cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao việc ban hành nghị quyết 35 của chính phủ. Việc ban hành một nghị quyết về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trong một thời gian ngắn tới mức kỷ lục, với các mục tiêu, các nguyên tắc, các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể khả thi và có phân công trách nhiệm cụ thể rõ ràng, đã thể hiện quyết tâm rất cao của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong việc tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, an toàn, thân thiện nhằm xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh, có năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. Sau một năm thực hiện, nghị quyết 35 được đánh giá là một nghị quyết có tính toàn diện, có tầm nhìn dài hạn, mang tính đột phá. Và do đó nhận được sự quan tâm hưởng ứng tích cực của tất cả các bộ ngành, các địa phương, của cộng đồng doanh nghiệp và của toàn xã hội. Thủ tướng và các phó thủ tướng đã rất sát sao, đôn đốc và giữ vai trò tiên phong cho việc thúc đẩy thực hiện nghị quyết với tinh thần mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiều lần nhấn mạnh: trong chính phủ không có chỗ để bàn lùi. Các chuyến đi khảo sát địa phương, lắng nghe ý kiến của địa phương và doanh nghiệp, chỉ đạo trực tiếp cải cách ở cấp cơ sở, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư, mở cửa thị trường ở tất cả các quốc gia trên thế giới, thì Thủ tướng đã làm được những việc ấm lòng và thực sự tiếp sức cho các doanh nghiệp. Một số bộ ngành đã khởi động nhiều chương trình lớn quan trọng đối với doanh nghiệp. Bộ Tài chính đã sớm triển khai nghị quyết và thực hiện quyết liệt các cái cải cách trong lĩnh vực thuế và hải quan.
Bộ Công an đã tích cực trong việc triển khai áp dụng visa điện tử. Bộ Công Thương bãi bỏ thông tư 37 về formaldehyde với dệt may, xóa bỏ thủ tục dán nhãn năng lượng, bỏ quy hoạch xuất khẩu gạo. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đề xuất nhiều cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong nông nghiệp nông thôn. Bộ Xây dựng mới đây đã bỏ yêu cầu xây dựng quy hoạch 1/500 đối với dự án phát triển nông nghiệp có quy mô dưới 5 hectare. Đó là những ví dụ điển hình. Một số địa phương cũng đã đi đầu trong triển khai nghị quyết như Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Đồng Tháp. Hà Nội đã triển khai cổng dịch vụ công trực tuyến, đưa công cụ hỗ trợ trực tuyến đến tận xã, phường, khu dân cư tập trung. Quảng Ninh đi đầu trong việc tổ chức lại công tác xúc tiến đầu tư và triển khai thực hiện bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp quận, huyện, sở, ban ngành để đo lường sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với việc thực hiện thủ tục hành chính của các cơ quan chính quyền. Đà Nẵng đi đầu trong việc xây dựng mạng lưới khởi nghiệp, sáng tạo và xử lý thủ tục hành chính theo phương châm hết việc chứ không phải hết giờ. Đồng Tháp đi tiên phong trong cơ chế đối thoại giải quyết khó khăn vướng mắc hỗ trợ cho doanh nghiệp và nhà đầu tư, duy trì cà phê doanh nhân hàng tuần thân thiện. Cần Thơ mới đây đã có tuyên bố dành chọn ngày thứ hai hàng tuần. Các cơ quan chính quyền địa phương không họp, chỉ gặp gỡ, tiếp xúc, giải quyết khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp. Ngày thứ hai hàng tuần là một ngày rất quan trọng, ngày sáng suốt nhất của các cấp chính quyền dành chọn cho doanh nghiệp, cho sự nghiệp phát triển kinh tế. Tại hầu hết các địa phương, thời gian thành lập doanh nghiệp hiện nay là 2 ngày, đã giảm 1 ngày so với cam kết và so với quy định của Nghị quyết 19. Thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới dưới 10 ngày đối với hàng hóa xuất khẩu, dưới 12 ngày đối với lô hàng nhập khẩu đạt chỉ tiêu đặt ra. Các tỉnh, thành phố đều tích cực triển khai thực hiện kê khai nộp thuế điện tử, đa số đạt từ 96 đến 100%. Đó là cái đột phá rất lớn cho việc xây dựng chính phủ điện tử. Qua kết quả khảo sát nhanh của VCCI vào cuối năm 2016 và đầu năm 2017, cho thấy 75% doanh nghiệp đánh giá tác động của 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp được đưa ra trong nghị quyết số 35 là tích cực. Chỉ có 25% doanh nghiệp cho biết chưa nhận thấy tác động của nhóm giải pháp này. Các đánh giá này không phải là cảm tính mà dựa trên những con số về các kết quả đạt được trên thực tế, thể hiện những bước tiến rõ rệt trong tác cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính. Mặc dù vậy, chúng ta vẫn chưa thỏa mãn với những gì đã đạt được. Các doanh nghiệp vẫn đang trong tình trạng vô cùng khó khăn. Hiệu suất sinh lời trên tài sản của doanh nghiệp trong nền kinh tế đã giảm từ 6,6% năm 2012 xuống còn 3,2% năm 2015. Trong các tháng đầu năm 2017, số lượng doanh nghiệp được thành lập mới tuy có tăng, nhưng số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động và giải thể cũng bằng một nửa số doanh nghiệp thành lập mới. Nguyên nhân chính là do môi trường kinh doanh vẫn còn vô vàn khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ, giải quyết, và những kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu và còn nhỏ so với những bất cập đang còn tồn tại, đã dồn tụ từ nhiều năm, cần phải có những cái nỗ lực cố gắng dài hạn. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư đã có nêu ra trong báo cáo của mình một số con số theo xếp hạng của Ngân hàng Thế giới về chi phí kinh doanh ở Việt Nam. Trên nhiều chỉ tiêu, tôi xin không nhắc lại, và trên rất nhiều chỉ tiêu của chi phí kinh doanh, Việt Nam đang là một nền kinh tế có chi phí kinh doanh cao nhất trong khu vực, kể cả chi phí chính thức và chi phí không chính thức. Cho nên giảm chi phí cho doanh nghiệp đang là yêu cầu cấp thiết, nhưng giảm chi phí không phải là tất cả. Gần đây khi nói đến chính phủ kiến tạo, chúng ta hay nói đến nhiều đến hỗ trợ, đến ưu đãi. Nhưng cái cần nhất đối với doanh nghiệp không phải là hỗ trợ, và nhất là hỗ trợ về tài chính. Và nếu có thì sự hỗ trợ chỉ nên hướng giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực về quản trị, chứ không hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động kinh doanh. Hỗ trợ không nên bằng cách can thiệp hành chính vào thị trường và vào doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cần nhất là hệ thống pháp luật về kinh doanh minh bạch, công bằng, cần một hệ thống thủ tục hành chính đơn giản, thuận tiện, cần một nền tư pháp bảo vệ cho họ được an toàn. Nhưng hệ thống pháp luật kinh doanh còn khá nhiều bất cập, thủ tục hành chính còn nhiêu khê trong tương quan so sánh với các chuẩn mực tiên tiến trên thế giới. Trong thời gian qua, việc thực hiện chủ trương không hình sự hóa đã có nhiều tiến bộ, nhưng doanh nghiệp vẫn lơm lớp nỗi lo về việc thực hiện chính sách thiếu nhất quán, theo kiểu sớm nắng chiều mưa hay ông nói gà bà nói vịt. Cách giải thích chính sách ở các cấp khác nhau, các cơ quan khác nhau thì đang gây khó cho doanh nghiệp. Nhiều khi doanh nghiệp bị đứng trước ngã ba đường. Sự thay đổi chính sách đột ngột, thiếu lộ trình chuyển đổi và hiện tượng hồi tố đối với các hoạt động kinh doanh, việc chậm trễ trong việc thiếu công bằng trong việc giải quyết các tranh chấp của doanh nghiệp cũng đang là một điểm mà các doanh nghiệp quan ngại. Các cuộc khảo sát của VCCI cho thấy nhiều địa phương vẫn chưa thực hiện đúng yêu cầu thanh tra kiểm tra một lần như yêu cầu nêu trong nghị quyết 35. Một việc doanh nghiệp một năm phải tiếp 6-7 đoàn từ thanh tra, rồi kiểm toán, kiểm tra, không chính thức, rồi chính thức, trong đó có nhiều đoàn liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm, thanh tra quản lý thị trường, y tế, đo lường là một thực tế khá phổ biến.
Cụ thể, có khoảng 14% doanh nghiệp theo khảo sát của VCCI đã bị kiểm tra thanh tra từ 4 lần trở lên trong năm 2016. Trong những doanh nghiệp có từ 2 cuộc thanh tra kiểm tra trở lên, thì trên 50% doanh nghiệp cho rằng nội dung các cuộc thanh tra là trùng lặp. Chúng tôi rất mừng là khi biết tin rằng Thủ tướng sẽ có món quà cho cộng đồng doanh nghiệp hôm nay. Đó là một cái chỉ thị về việc thực hiện nghiêm cái chỉ đạo của Thủ tướng về tránh cái thanh tra kiểm tra, về không được thanh tra kiểm tra chồng chéo. Rất cảm ơn Thủ tướng đã có cái chủ trương như vậy. Việc môi trường kinh doanh chậm cải thiện nói trên, một mặt là do sự chậm trễ trong cải cách thể chế. Một số quy định bất hợp lý trong văn bản pháp luật đã không được bổ sung sửa đổi kịp thời. Trên quan điểm của cộng đồng doanh nghiệp và giả xét bước đầu của VCCI và các hiệp hội doanh nghiệp, chúng tôi thấy ít nhất có trên 20 quy định như vậy, tức là đã rõ là không hợp lý nhưng vẫn chưa được sửa đổi. Chúng tôi đã nêu ra trong báo cáo gửi chính phủ. Chúng tôi xin nêu ra đây một cái ví dụ điển hình và cũng báo cáo với Thủ tướng và hội nghị. Điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm quy định trong Nghị định 87 yêu cầu của cơ sở sản xuất mũ bảo hiểm phải có đầy đủ các thiết bị ép đúc đùn và khuôn mẫu phù hợp để sản xuất vỏ mũ, khuôn mẫu phù hợp để sản xuất mút xốp, thiết bị dập đinh tán để sản xuất các chi tiết. Hay là điều kiện về đóng tàu thì yêu cầu là cơ sở đóng tàu phải có đầy đủ máy cưa sọc, máy cưa vòng, máy cưa đĩa, máy cưa cầm tay, máy bào, máy đục, máy khoan, máy mài, máy hàn, máy nén khí. Hay là nghị định về điều kiện kinh doanh về các ngành cơ sở in, cấm các cơ sở in không được hợp tác với cơ sở in khác để thực hiện chế bản, in gia công, in sau đối với hợp đồng mà mình nhận. Chúng ta đều hiểu là trong điều kiện mà sản xuất được tổ chức theo các chuỗi giá trị toàn cầu, để làm ra một sản phẩm hoàn chỉnh, một doanh nghiệp cần phải có liên kết thậm chí với hàng trăm, hàng ngàn doanh nghiệp khác. Sản xuất máy bay Boeing, dây chuyển sản xuất máy bay Boeing là một ví dụ. Nó phải dựa trên cơ sở các cái chi tiết làm ra tại hàng trăm cái cơ sở sản xuất ở hàng chục quốc gia. Mà nếu quy định theo kiểu điều kiện kinh doanh như thế này đối với cơ sở kinh doanh Mỹ bảo hiểm hay đóng tàu của Việt Nam thì Boeing cũng bó tay, không thể đáp ứng nổi các điều kiện kinh doanh ở Việt Nam. Và điều đó tôi... Và tôi nghĩ một trong những nguyên nhân quan trọng nhất mà môi trường kinh doanh chậm được cải thiện hoặc là cải thiện chưa được như kỳ vọng, mặc dù là có độ trễ, mặc dù là phải có thời gian, nhưng mà tôi cũng thấy một số cái chỉ đạo của chính phủ và Thủ tướng Chính phủ chưa được thực hiện nghiêm túc. Với cơ chế phân định quyền hạn trách nhiệm thiếu rõ ràng như hiện nay, tình trạng trên bảo, dưới không nghe, trên nóng, dưới lạnh vẫn còn phổ biến ở nhiều lúc, nhiều nơi. Mặc dù bài học thực tế trong thời gian qua cho thấy cải cách hành chính, cải cách thể chế sẽ không thể đạt được tiến bộ nếu không cân đong đo đếm và lượng hóa, không có quy chế trách nhiệm trong việc thực hiện tới từng cơ quan, tổ chức và cá nhân. Để khắc phục việc này, chúng tôi đề nghị sau hội nghị, Thủ tướng Chính phủ sẽ ban hành một chỉ thị để thúc đẩy thực hiện Nghị 35, trong đó làm rõ các nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể cần đạt được trong năm nay và chỉ trong năm nay thôi, đồng thời nêu rõ thời hạn chót cần thực hiện, quy định rõ trách nhiệm của các ngành, các cấp trong việc thực hiện và có chế tài bảo đảm thực thi. Và mỗi năm thì tôi đề nghị Thủ tướng sẽ có một chỉ thị như vậy để cụ thể hóa nhiệm vụ của Nghị 35 cho cả nhiệm kỳ, cho từng năm, với những cái mốc thời gian, những cái công việc cụ thể, địa chỉ cụ thể và trách nhiệm cụ thể. Chúng tôi cũng đề nghị Chính phủ cho sớm tổng kết và nhân rộng các thực tiễn tốt, những mô hình công nghệ cải cách ở các bộ ngành địa phương mà như chúng tôi đã kể trên, chúng ta có rất nhiều điểm sáng, nhiều những mô hình công nghệ rất tốt. Vấn đề là phải tổng kết, phải nhân rộng. Khoán sản phẩm sở dĩ trở thành một cái động lực cho cải cách ở Việt Nam bởi khoán sản phẩm đã được tổng kết, được nhân ra, có nhiều kinh nghiệm như vậy ở các cơ sở cũng có thể được nhân rộng ra để thúc đẩy cải cách. Vì hội nghị lần này diễn ra với tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, chúng tôi đề nghị việc giải quyết kiến nghị của các doanh nghiệp cũng phải trên tinh thần đồng hành, tránh tình trạng nhiều bộ, cơ quan ngành, địa phương khi trả lời ý kiến của doanh nghiệp lại chỉ theo cách giải thích mà chẳng giải quyết. Không đi với doanh nghiệp đến cùng để đề xuất kiến nghị bổ sung sửa đổi các quy định pháp luật đã thấy rõ là không còn phù hợp, và không vận dụng các quy định pháp luật theo hướng có lợi cho người dân và doanh nghiệp, chứ không đẩy khó khăn về cho doanh nghiệp như đúng quy định của pháp luật. Chúng tôi hy vọng 180 kiến nghị mà chúng tôi gửi kèm theo báo cáo của VCCI và các kiến nghị tiếp theo của cộng đồng doanh nghiệp nêu trong hội nghị này và những ngày tiếp theo sẽ được các cơ quan chính phủ và chính quyền các địa phương giải quyết với tinh thần như vậy. Về phía cộng đồng doanh nghiệp, theo kết quả khảo sát của VCCI tại hội nghị hôm nay, 75% các hiệp hội doanh nghiệp được cơ quan chính quyền đánh giá là có hoạt động tích cực.
80% doanh nghiệp cho rằng mình đã triển khai thực hiện tốt các yêu cầu của Nghị quyết 35. Nhưng điều đáng tiếc là chỉ có trên dưới 30% doanh nghiệp đã thực sự thực hiện các biện pháp ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến trong sản xuất. Và đây chính là điểm yếu của các doanh nghiệp. Ngoài những yếu tố khách quan của môi trường kinh doanh, thì điểm yếu này cũng có phần giải thích tại sao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thấp, định hướng đổi mới sáng tạo chưa trở thành hơi thở hàng ngày của các doanh nghiệp. Chính phủ cải cách theo hướng kiến tạo, quyết vươn tới chuẩn mực hàng đầu trong ASEAN. Thủ tướng đã đưa ra mục tiêu. Còn một phút ạ. Thủ tướng đã nêu ra cái yêu cầu là Việt Nam phải trở thành một trong 4 nền kinh tế có môi trường kinh doanh thuận lợi nhất trong ASEAN. Và doanh nghiệp cũng cần phải nâng mình lên để đáp ứng yêu cầu cạnh tranh của hội nhập, nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp, thực hiện liêm chính, chuyên nghiệp, hiệu quả, hướng tới chuẩn mực quốc tế là yêu cầu đối với mỗi doanh nghiệp. Thực hiện với nhiệm vụ Thủ tướng giao thì VCCI sẽ phối hợp với các hiệp hội và các doanh nghiệp triển khai chương trình nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, trong đó có nội dung mà Thủ tướng rất quan tâm, đó là nâng cao tính chuyên nghiệp và thực hành liêm chính. Chúng tôi rất mong các hiệp hội và doanh nghiệp tham gia tích cực. Chính phủ và doanh nghiệp cùng liêm chính, chính phủ kiến tạo, doanh nghiệp sáng tạo, đó sẽ là hành trang để chính phủ và doanh nghiệp đồng hành. Và chúng tôi xin chúc mừng Thủ tướng và Chính phủ đã khởi động thành công một cái làn sóng cải cách mới trong nền kinh tế Việt Nam. Và tôi hy vọng là năm 2017 và 2018 sẽ là năm gia tốc những cái nỗ lực đổi mới cải cách, và chúng ta sẽ về đích có được 1 triệu doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả vào năm 2020 như Thủ tướng và Chính phủ đã kỳ vọng. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, kính thưa các đồng chí Phó Thủ tướng, kính thưa các đồng chí, các quý vị đại biểu. Ngay sau khi được kiện toàn tháng 4 năm 2016 và trong nhiệm kỳ mới khóa 14 của Chính phủ, với quyết tâm xây dựng chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp, và bằng những hành động cụ thể, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 12 và Nghị quyết Trung ương 5 khóa 12 mới đây về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, doanh nghiệp nhà nước và phát triển kinh tế tư nhân. Triển khai các nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành địa phương đã chuyển trọng tâm từ xây dựng hoàn thiện thể chế và tổ chức thực hiện, trong đó tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo được thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, mặc dù còn những tồn tại, hạn chế, nhưng công tác chỉ đạo điều hành, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đã đạt được những bước đầu hết sức quan trọng. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đã có báo cáo tổng hợp công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp gửi tới đại biểu. Sau đây tôi xin được trình bày báo cáo tóm tắt. Một lớn, trọng tâm chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Về hoàn thiện thể chế xây dựng pháp luật, cơ chế chính sách về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã xác định nhiệm vụ hoàn thiện thể chế xây dựng pháp luật về đầu tư kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm. Chỉ đạo xây dựng trình Quốc hội 41 luật, pháp lệnh, nghị quyết, trong đó có nhiều dự án luật liên quan trực tiếp đến hỗ trợ phát triển doanh nghiệp như luật đầu tư sửa đổi, luật sửa về thuế, luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, luật quy hoạch, v.v. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo thẩm quyền đã ban hành 202 nghị định, 47 quyết định, trong đó có 115 nghị định, 18 quyết định liên quan trực tiếp đến môi trường đầu tư kinh doanh, doanh nghiệp, 50 nghị định quy định về cắt giảm các điều kiện về đầu tư kinh doanh. 2. Đưa ra thảo luận chỉ đạo thường xuyên về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tại các phiên họp hàng tháng của Chính phủ, chuyên đề của Chính phủ, họp thường trực Chính phủ và các cuộc họp của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ. Với phương châm hành động chuyển từ phương thức quản lý theo mệnh lệnh hành chính sang phục vụ hướng tới doanh nghiệp và người dân, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo thực hiện hiệu quả, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng đã tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, yêu cầu các bộ, cơ quan địa phương kịp thời giải quyết các phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp.
3. Trực tiếp làm việc với địa phương dự và chỉ đạo hội nghị xúc tiến đầu tư vùng, tỉnh, thành phố. Thủ tướng, các phó thủ tướng chính phủ thực hiện 72 chuyến công tác tại địa phương và làm việc tại trụ sở chính phủ. Thủ tướng đã dự trực tiếp chỉ đạo 18 hội nghị xúc tiến đầu tư, trong đó có 2 hội nghị cấp vùng. Chỉ đạo các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, triển khai quyết liệt nghị quyết 19, nghị quyết 35 của chính phủ, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế, xây dựng niềm tin để doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư mạnh mẽ vào các địa phương. 4. Đổi mới chỉ đạo điều hành, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính phủ điện tử để hỗ trợ thúc đẩy phát triển doanh nghiệp. Chỉ đạo chuyển trọng tâm từ xây dựng thể chế sang hoàn thiện thể chế và tổ chức thực hiện, bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa cải cách hành chính với xây dựng chính phủ điện tử, kiểm soát chặt chẽ việc quy định và tổ chức thực hiện thủ tục hành chính theo hướng giảm thời gian, chi phí, chuyển mạnh cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm, áp dụng phương thức quản lý đánh giá rủi ro, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng cơ chế một cửa liên thông, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức và trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao vai trò của người dân, doanh nghiệp trong giám sát, đánh giá, thực hiện. 5. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong các buổi họp làm việc của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ với các bộ ngành, cơ quan, đối tác trong và ngoài nước. Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì 600 cuộc họp làm việc, hội nghị, hội thảo với các bộ ngành, hiệp hội, đối tác quốc tế, tập trung giải quyết nhiều khó khăn vướng mắc cụ thể cả về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính và các điều kiện cần thiết để hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, trong đó có các vấn đề vay vốn tín dụng, mặt bằng sản xuất kinh doanh, nguồn nhân lực, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, dược liệu, thủy sản, năng lượng sạch, an toàn thực phẩm và phân bón, v.v. 6. Chỉ đạo thiết lập, phát triển kênh tương tác và tổ chức đối thoại với người dân, doanh nghiệp. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đã thiết lập, đưa vào hoạt động 2 hệ thống tiếp nhận phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp và người dân, đặt dưới sự trực tiếp của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, tổ chức 3 hội nghị đối thoại với doanh nghiệp do lãnh đạo Chính phủ chủ trì. Đây là những kênh thông tin tương tác quan trọng để người dân, doanh nghiệp gửi theo dõi, nhận kết quả trả lời phản ánh kiến nghị liên quan. 7. Thành lập tổ công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó có nhiệm vụ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Từ khi thành lập tháng 8 năm 2006, tổ công tác đã tiến hành 22 cuộc kiểm tra tại các bộ ngành, cơ quan địa phương với trọng tâm là tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đến nay, số nhiệm vụ quá hạn chỉ còn 4,1%, giảm 20,9%, và cuối năm 2016 thì số nhiệm vụ quá hạn là 2,18%. 8. Về một số nội dung chỉ đạo điều hành cụ thể nổi bật trên các lĩnh vực. Về nông nghiệp, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tập trung tháo gỡ vướng mắc, có giải pháp cụ thể thu hút doanh nghiệp đầu tư ứng dụng công nghệ cao, hữu cơ và hạn điền, tích tụ dùng đất, thủy sản, tôm, cá tra, dược liệu, tiêu thụ trong nước và xuất khẩu nông sản, đặc biệt là rau quả, dưa hấu, lợn, thức ăn chăn nuôi, muối, vệ sinh, an toàn thực phẩm, v.v. Về công nghiệp, chỉ đạo tập trung rà soát hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khai khoáng, điện gió, mặt trời, hợp tác công tư trong phát triển kết cấu hạ tầng, đặc biệt là giao thông, cảng biển, doanh nghiệp vừa và nhỏ, công nghiệp hỗ trợ. Trong lĩnh vực dịch vụ, tập trung hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trong các lĩnh vực du lịch, vận tải, logistics, cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, hệ thống bán buôn, bán lẻ, thương mại điện tử, trong đó có 1 nghị định về thị thực điện tử, 8 nghị quyết về phiên họp chính phủ thường kỳ, 3 nghị quyết miễn thị thực, 1 nghị quyết chuyên đề, 2 nghị chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch. Hai lớn, đánh giá tình hình thực hiện. 1. Kết quả đạt được. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, việc hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đã đạt được những kết quả quan trọng. Năm 2016 có 110.100 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký trên 900.000 tỷ đồng. 4 tháng đầu năm 2017 có gần 40.000 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 369.653 ngàn tỷ đồng. Thu hút đầu tư nước ngoài tăng mạnh, năm 2016 có trên 2.600 dự án đăng ký với số vốn đăng ký mới bổ sung mua cổ phần đạt
gần 27 tỷ đô la. 4 tháng đầu năm 2017 đạt gần 11 tỷ đô la Mỹ. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới về môi trường kinh doanh năm 2017, xếp hạng Việt Nam tăng 9 bậc, vị trí 91 trên 189 lên 82 trên 190 với nhiều chỉ số tăng mạnh. Trong đó, chỉ số bảo vệ nhà đầu tư tăng hạng nhiều nhất với 31 bậc, giao dịch thương mại qua biên giới đạt mức tăng 15 bậc, nộp thuế và bảo hiểm xã hội tăng 11 bậc, tiếp cận điện năng lượng cải thiện 5 bậc. Một số kết quả hỗ trợ phát triển doanh nghiệp cụ thể như sau. Một, trong năm 2016, tổng số thủ tục hành chính giải quyết trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4 tại các bộ ngành là 112 và các địa phương là 8.215. Văn phòng Chính phủ đang thực hiện rà soát danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục theo hướng mở rộng phạm vi áp dụng ở các bộ ngành, địa phương trong thời gian tới đây. Hai, kể từ khi hệ thống thông tin phản ảnh kiến nghị của doanh nghiệp đi vào hoạt động từ mùng 1 tháng 10 năm 2016, đã tiếp nhận tổng số 586 phản ảnh kiến nghị, trong đó có 372 trên 489 phản ảnh kiến nghị đã được các bộ ngành, địa phương xử lý giải quyết. Đồng thời, Văn phòng Chính phủ thẩm tra trình Thủ tướng Chính phủ giải quyết và xử lý theo quy định 95 trên 97 phản ánh kiến nghị còn lại. Từ ngày 3 tháng 4 năm 2017, sau hơn một tháng, hệ thống thông tin tiếp nhận trả lời phản ánh kiến nghị của người dân đi vào hoạt động đã tiếp nhận 705 phản ánh kiến nghị thuộc phạm vi xử lý, đã gửi bộ ngành địa phương 167 phản ánh kiến nghị từ đủ cơ sở xem xét xử lý. Trong đó, 30 trên 167 phản ánh kiến nghị đã xử lý xong, còn lại đang được các cơ quan xem xét giải quyết. Nhiều phản ảnh kiến nghị đã được giải quyết kịp thời, triệt để, được cộng đồng doanh nghiệp, người dân đồng tình đánh giá cao. 3. Đến nay, 100% bộ ngành địa phương đã ban hành kế hoạch hoặc chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 19 đẩy mạnh rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là về nộp thuế, bảo hiểm xã hội, cấp phép xây dựng, thông quan hàng hóa. Đã có 11 bộ ngành tham gia kết nối cơ chế một cửa quốc gia, tiếp nhận và xử lý trên cổng thông tin điện tử quốc gia trên 264.000 bộ hồ sơ thủ tục hành chính của 9.500.000 doanh nghiệp. 4. Các địa phương đã thường xuyên rà soát, thống kê, bổ sung các thủ tục hành chính được giải quyết theo chế độ một cửa, cơ chế một cửa liên thông, bảo đảm quy định giải quyết thủ tục hành chính theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều địa phương có những mô hình mới, sáng tạo, hiệu quả, trong đó có 15 tỉnh triển khai mô hình trung tâm hành chính công. 5. Việc tiếp nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính viễn thông công ích được chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ được các bộ ngành địa phương triển khai thực hiện. Hiện có 4 trên 24 bộ ngành, 21 trên 63 địa phương đã ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích. Trong 4 tháng đầu năm 2017, đã có trên 23.000 lượt người sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để thực hiện thủ tục hành chính, đã cấp thị thực điện tử trên 14.000 khách nước ngoài đến Việt Nam. 6. Việc cải cách thủ tục hành chính được triển khai rộng khắp và đạt kết quả quan trọng bước đầu trên các lĩnh vực, trong đó đã triển khai thuế điện tử cho toàn bộ các cục, chi cục thuế, tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, doanh nghiệp thực hiện các quy định trong lĩnh vực đất đai. 7. Công tác thông tin truyền thông phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã hỗ trợ phát triển doanh nghiệp được triển khai tích cực với hàng trăm bài viết phân tích, bình luận, phản ảnh chính sách cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp. Hai nhỏ, những tồn tại hạn chế nguyên nhân. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp còn những tồn tại hạn chế cụ thể sau đây. Vẫn còn những quy định pháp luật, cơ chế chính sách chưa thực sự tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, làm phát sinh những thủ tục hành chính mới, tạo một số cơ chế chính sách, thủ tục hành chính còn can thiệp sâu vào hoạt động sản xuất kinh doanh, chưa khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp. Việc thực thi pháp luật, cơ chế chính sách còn nhiều yếu kém, một số cán bộ công chức còn nhũng nhiễu, tiêu cực, thiếu công cụ giám sát đánh giá hoạt động của cơ quan nhà nước, cán bộ công chức.
Việc cải cách thủ tục hành chính ở một số bộ ngành địa phương còn chậm, mang tính hình thức, thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực vẫn còn rườm rà, bất cập. Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán còn chồng chéo, gây khó khăn cho doanh nghiệp. Điển hình, ví dụ có doanh nghiệp ở Đồng Nai phản ánh một tháng bị thanh tra, kiểm tra 3 lần. Có doanh nghiệp địa phương khác bị thanh tra, kiểm tra 12 lần trên một năm. Hiện nay có trên 4,6 triệu hộ kinh doanh cá thể, nhưng có tâm lý lo ngại về thanh kiểm tra, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế nên chưa tự nguyện chuyển thành doanh nghiệp. Việc tiếp cận các nguồn lực của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hạn chế, trong đó thủ tục vay còn phức tạp, khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng, thủ tục hành chính về đất đai còn rườm rà, kéo dài, chưa chú trọng bố trí đất đai cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhất là trong các khu công nghiệp. Thực tế cho thấy số doanh nghiệp thành lập mới nhiều, tổng số vốn đăng ký lớn nhưng chủ yếu là vừa và nhỏ trên 90%. Thực chất đi vào hoạt động còn thấp, năng lực quản trị cạnh tranh và chủ động hội nhập còn nhiều hạn chế, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, chưa tập trung vào các ngành sản xuất vật chất, chế biến chế tạo, một số doanh nghiệp đóng góp ngân sách nhà nước thấp, thậm chí không có đóng góp ngân sách nhà nước. Việc tiếp nhận, xử lý và trả lời kiến nghị của người dân doanh nghiệp tại một số bộ ngành địa phương còn chậm, chưa thực sự cầu thị, chưa đáp ứng yêu cầu kiến tạo phát triển theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, xây dựng chính phủ điện tử còn chậm. Đến hết quý 1 2017, trong 73 nhiệm vụ cụ thể các bộ ngành được giao tại nghị quyết 36A của Chính phủ điện tử, mới có 34 nhiệm vụ cơ bản hoàn thành, đạt tỷ lệ sấp xỉ trên 46%. Vai trò của Hiệp hội Doanh nghiệp còn hạn chế, nhất là trong việc thu hút, vận động, hỗ trợ doanh nghiệp, hội viên nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, ý thức tuân thủ pháp luật, thực hiện liêm chính trong doanh nghiệp, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đạo đức doanh nhân và trách nhiệm với xã hội. Công tác tuyên truyền phổ biến nghị quyết 35 và các cơ chế chính sách pháp luật hỗ trợ phát triển doanh nghiệp hiệu quả chưa cao, thậm chí một số doanh nghiệp đến nay vẫn chưa biết đến nghị quyết này. Những tồn tại hạn chế trên đây có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chủ yếu cụ thể là nhiều bộ ngành địa phương chưa quán triệt đầy đủ, nhận thức đúng rõ về tư tưởng chỉ đạo và xây dựng chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Từ tư duy quản lý còn mang dấu ấn cơ chế xin cho, bao cấp, chưa chuyển mạnh sang tinh thần hành chính phục vụ kiến tạo phát triển. Việc cải cách tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của một số bộ phận các bộ công chức nên gặp trở ngại ngay từ bên trong. Tình trạng chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính và thực thi nhiệm vụ của cán bộ công chức vẫn còn nhiều. Kỷ luật kỷ cương hành chính chưa nghiêm, còn nể nang né tránh, ngại va chạm trong đấu tranh chống tham nhũng, lợi ích nhóm, tiêu cực, công khai minh bạch trách nhiệm giải trình còn xa lạ với một số cơ quan, đơn vị, người đứng đầu, nhất là ở cấp cơ sở. Chưa gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính, với xây dựng chính phủ điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin chưa đáp ứng yêu cầu, chưa được coi là động lực để thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả điều hành. Một bộ phận không nhỏ cán bộ công chức chưa thực sự chủ động đổi mới sáng tạo, dám làm, nhất là trong tham mưu và hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, cải cách thủ tục hành chính và tổ chức thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Sự tham gia của Hiệp hội Doanh nghiệp ngành nghề, đối tượng chịu tác động trong xây dựng, thực thi pháp luật, cơ chế chính sách còn thiếu chủ động, chưa thực sự hiệu quả, phản biện chính sách còn hình thức, chưa đề xuất được những giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh. Ba lớn, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thời gian tới. Tiếp tục hoàn thiện pháp luật, cơ chế chính sách, triển khai hiệu quả các nghị quyết Trung ương 5 khóa 12 về thể chế kinh tế thị trường, định hướng sự nghĩa, doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp tư nhân. Tập trung rà soát hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo đột phá trong thể chế và đầu tư kinh doanh đất đai, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp. Tăng cường thực thi thể chế pháp luật, các ngành, các cấp, cơ quan đơn vị tập trung nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, cơ chế chính sách, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và trách nhiệm giải trình. Đối với cộng đồng doanh nghiệp, đề nghị chú trọng đổi mới quản trị doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo,
nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, ý thức tuân thủ pháp luật, liêm chính trong kinh doanh, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đạo đức doanh nhân, cạnh tranh lành mạnh và phát huy trách nhiệm xã hội. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, các bộ ngành địa phương tiếp tục thực hiện chung tay cải cách thủ tục hành chính. Người đứng đầu các ngành, các cấp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, quan tâm sát sao, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện cải cách kiểm soát thủ tục hành chính, phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính, kiên quyết loại bỏ lợi ích nhóm, loại bỏ giấy phép con để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp và người dân. Các bộ ngành địa phương tập trung làm tốt việc tiếp nhận, xử lý, trả lời phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp và người dân theo phân cấp quản lý và chức năng nhiệm vụ được giao, tăng cường đôn đốc kiểm tra thực hiện và đối thoại với người dân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh xây dựng chính phủ điện tử, các bộ ngành địa phương tập trung triển khai việc nhiệm vụ được giao tại nghị quyết 36A, khẩn trương hoàn thành việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, cấp độ 4, theo danh mục được Thủ tướng Chính phủ ban hành. Đẩy mạnh hoạt động tổ công tác, theo dõi, kiểm tra đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, đề nghị các bộ ngành địa phương phối hợp chặt chẽ với tổ công tác, theo dõi, kiểm tra đôn đốc thực hiện được giao, tổ công tác kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đề xuất kiến nghị các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nhất là về cơ chế chính sách thực thi. Về công tác thông tin truyền thông, đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông tới người dân, doanh nghiệp về cơ chế chính sách, pháp luật về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, kịp thời đưa thông tin về những mô hình tốt, cách làm hay cũng như những sai phạm trong thực thi chính sách, pháp luật. Trên đây là báo cáo tóm tắt công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trong một năm qua. Văn phòng Chính phủ xin đề nghị quý vị đại biểu, các vị đại diện doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến để tiếp tục hoàn thiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Chính phủ chủ trì hội nghị, kính thưa các đồng chí lãnh đạo các bộ ngành địa phương, kính thưa toàn thể cộng đồng doanh nghiệp, kính thưa toàn thể hội nghị. Vấn đề đầu tiên, từ giác độ điều hành chính sách tiền tệ thì Ngân hàng Nhà nước chúng tôi cũng xin báo cáo với cộng đồng doanh nghiệp cái điểm quan trọng nhất trong cái đánh giá thực hiện về hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian vừa qua, đó là sự kiên định của Chính phủ và sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng và lãnh đạo Chính phủ trong việc đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý. Chúng tôi cho rằng là những cái kết quả tích cực từ sự điều hành quyết liệt, kiên định và đúng định hướng của Chính phủ là yếu tố rất quan trọng để chúng ta trong thời gian vừa qua kiểm soát được lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Đây là cái điểm mà chúng tôi cho rằng là then chốt nhất trong việc xây dựng được một cái môi trường kinh doanh lành mạnh và hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển. Và báo cáo với đồng chí Thủ tướng và cộng đồng doanh nghiệp thì đây cũng là cái điểm quan trọng mà vừa qua tổ chức đánh giá xếp hạng tín nhiệm Moody đã nâng xếp hạng cái triển vọng kinh tế của Việt Nam từ ổn định lên tích cực. Cái việc nâng hạng này cũng như là cái đánh giá cao của tổ chức quốc tế trong thời gian vừa qua là xuất phát từ cái việc là cái quyết tâm của Chính phủ trong việc xác lập và tạo lập được một cái nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế và hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển. Vấn đề thứ hai chúng tôi cũng xin báo cáo với cộng đồng doanh nghiệp là thực hiện nghị quyết 35 của Chính phủ thì hệ thống ngân hàng và Ngân hàng Nhà nước trong thời gian vừa qua cũng đã có những cái chỉ đạo hết sức là cụ thể và quyết liệt, tập trung ở một số các cái vấn đề cụ thể như là về điều hành tín dụng và cung ứng vốn chung và dài hạn cũng như vốn ngắn hạn cho nền kinh tế và cho doanh nghiệp. Đây là cái điểm mà chúng tôi cho rằng là các doanh nghiệp cũng hết sức quan tâm và cũng có rất là nhiều kiến nghị trong thời gian vừa qua. Thì có thể nói là Ngân hàng Nhà nước trong thời gian vừa qua cũng đã điều hành rất là đồng bộ các cái giải pháp nhằm mở rộng tín dụng có hiệu quả, phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát và đảm bảo cung ứng khoảng 40% vốn đầu tư cho nền kinh tế. Chủ yếu cái nguồn vốn cho nền kinh tế vẫn đến từ hệ thống ngân hàng. Và cơ cấu tín dụng thì hiện nay đã tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh với tỷ trọng là khoảng 80% tổng vốn tín dụng đầu tư cho nền kinh tế là vào khu vực sản xuất kinh doanh và những lĩnh vực ưu tiên. Trong đó thì tín dụng mà đặc biệt cho khu vực nông nghiệp và nông thôn thì chiếm khoảng gần 20% tổng dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng. Và tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ thì chiếm khoảng 22% tổng dư nợ của nền kinh tế. Về tín dụng trung dài hạn thì báo cáo với hội nghị là hiện nay tỷ trọng dư nợ cho vay trung dài hạn của toàn hệ thống ngân hàng chiếm khoảng từ 53 đến 55% tổng dư nợ.
trong khi cái nguồn vốn huy động của hệ thống ngân hàng mà vốn huy động chung dài hạn thì chỉ chiếm khoảng từ 13 đến 15%. Đây là một cái sức ép và một cái rủi ro rất lớn về chênh lệch kỳ hạn cho hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, để vẫn có duy trì được cái nguồn vốn đầu tư mà ổn định cho nền kinh tế và cho doanh nghiệp, thì Ngân hàng Nhà nước hiện chúng tôi vẫn đang cho phép các tổ chức tín dụng là sử dụng tối đa 50% vốn ngắn hạn để cho vay chung dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Trong khi lẽ ra cái nguồn vốn đầu tư dài hạn của doanh nghiệp thì phải huy động từ thị trường chứng khoán, từ thị trường vốn. Nhưng do cái điều kiện đặc thù của thị trường tài chính của Việt Nam, cho nên các cái kênh cung ứng vốn, đặc biệt là vốn chung dài hạn cho doanh nghiệp và cho nền kinh tế vẫn chủ yếu là thực hiện qua hệ thống ngân hàng. Trong cái cơ cấu tín dụng thì hiện nay là tín dụng ngoại tệ thì Ngân hàng Nhà nước vẫn đang cho phép các tổ chức tín dụng là được quyết định cho vay vốn bằng ngoại tệ để đáp ứng các cái nhu cầu vốn ngắn hạn trong nước để thực hiện các cái phương án sản xuất kinh doanh, hàng xuất khẩu cần được hỗ trợ cho đến hết năm 2017 nhằm tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng ngoại tệ được tiếp tục vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu tiên rồi lĩnh vực khuyến khích theo chủ trương của chính phủ, và cũng là qua đó thì góp phần hỗ trợ cho các cái cho doanh nghiệp để tiếp cận các cái nguồn vốn với cái chi phí hợp lý hơn. Và ngành ngân hàng trong thời gian vừa qua thì cũng đã triển khai rất mạnh mẽ các cái chương trình tín dụng ưu đãi đối với doanh nghiệp thuộc một số ngành lĩnh vực đặc thù như cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn theo nghị định số 55 của chính phủ, chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo nghị quyết số 30 của chính phủ, và chương trình đặc biệt là chương trình cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch thì mới triển khai nhưng các ngân hàng đã hưởng ứng rất tích cực và sử dụng chính cái nguồn vốn huy động của các ngân hàng cho vay với cái lãi suất ưu đãi thấp hơn cái mặt bằng lãi suất cho vay của các ngân hàng. Qua những cái chỉ đạo của chính phủ và của Ngân hàng Nhà nước trong thời gian vừa qua thì có thể nói hoạt động tín dụng đã đạt được những kết quả tương đối tích cực, và tăng trưởng tín dụng năm 2016 thì báo cáo với các doanh nghiệp là đạt ở mức 18,25%, và năm 2017 thì tín dụng tăng trưởng là tốt ngay từ đầu năm. Đến cuối tháng 4 năm 2017 thì tín dụng đã tăng 5,76% và so với cuối năm 2016, và mức tăng này là cao hơn rất nhiều so với những năm gần đây. Trong đó thì tín dụng bằng đồng Việt Nam thì đã tăng 5,8% và tín dụng ngoại tệ thì tăng khoảng 4,6%. Liên quan đến tín dụng và cung ứng tín dụng cho nền kinh tế và cho doanh nghiệp thì trong thời gian tới thì ngành ngân hàng cũng sẽ tiếp tục cam kết tập trung vốn vào những lĩnh vực sản xuất, những lĩnh vực ưu tiên, trong đó đặc biệt là các dự án hiệu quả, các doanh nghiệp dự án đầu tư có chiều sâu, ứng dụng khoa học công nghệ để sản xuất các sản phẩm thương hiệu Việt Nam cạnh tranh được trong khu vực và thị trường thế giới. Các doanh nghiệp sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp sạch, các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ cam kết tiếp tục nghiên cứu, đổi mới cách thức cấp tín dụng theo hướng có sự chọn lọc ưu tiên, phân loại doanh nghiệp, góp phần vào các chương trình là tái cơ cấu sản xuất. Hiện nay thì nhu cầu vốn của doanh nghiệp và nền kinh tế thì còn rất lớn. Mặc dù ngành ngân hàng đã rất tích cực huy động vốn để đảm bảo đáp ứng cho nền kinh tế, song một phần lớn nguồn lực thì vẫn còn chưa được khai thông và vẫn còn đang nằm ở trong các cái khoản nợ xấu hiện đang rất lớn, và các cái tài sản bảo đảm cho các cái khoản vay vẫn chưa được xử lý. Ngân hàng Nhà nước thì cũng đang trình Chính phủ và Quốc hội. Sáng ngày hôm nay thì Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự thảo nghị quyết về xử lý nợ xấu, để giải phóng các cái khoản nợ xấu này và nhằm tái tạo đưa cái nguồn lực đó quay trở lại nền kinh tế, có cái nguồn vốn để cho vay mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh, cũng như là tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có nợ xấu đã được xử lý thì có thể tiếp cận được vốn các cái khoản vay mới để phục vụ sản xuất kinh doanh. Vấn đề thứ ba nữa chúng tôi cũng xin báo cáo thêm là về điều hành lãi suất, và mong muốn rất nhiều doanh nghiệp thì cũng có nguyện vọng và mong muốn là được hạ lãi suất. Thì có thể nói là từ năm 2016 trong cái bối cảnh thị trường là kỳ vọng lạm phát ở mức là đang gia tăng và khá cao, rồi nhu cầu vốn tín dụng và nhu cầu vốn phát hành trái phiếu chính phủ thì tiếp tục cũng ở mức cao, đã tạo áp lực đến cái cung cầu vốn tín dụng. Thì trong cái bối cảnh đó thì chúng tôi cũng theo chỉ đạo của chính phủ đã kiên trì điều hành các cái giải pháp phù hợp để giữ ổn định mặt bằng lãi suất huy động và giảm lãi suất cho vay, qua đó hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhưng đồng thời vẫn đảm bảo được mục tiêu là kiểm soát lạm phát và ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối. Thì mặt bằng lãi suất huy động và cho vay đã diễn biến ổn định từ năm 2016 và cho đến nay, và đặc biệt là từ cuối năm 2016 thì các tổ chức tín dụng đã giảm 0,3 đến 0,5% lãi suất huy động và giảm 0,5 đến 1% lãi suất cho vay đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh, các cái lĩnh vực ưu tiên.
Như vậy là mặt bằng lãi suất hiện nay báo cáo với cộng đồng doanh nghiệp cũng đã là giảm tương đối mạnh, và so với năm 2011 thì chỉ bằng ở mức 40% mặt bằng lãi suất của năm 2011. Và mặt bằng lãi suất này cũng phù hợp với mục tiêu điều hành và diễn biến tiền tệ cũng như là lạm phát, đồng thời đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người gửi tiền, các tổ chức tín dụng cũng như là khách hàng vay là các doanh nghiệp. Hiện nay một số nước trong khu vực như là Nhật Bản, Trung Quốc thì họ có lãi suất cho vay là tương đối thấp. Thứ nhất là vì ở các cái nước này thì cái môi trường vĩ mô của họ rất ổn định và lạm phát họ được kiểm soát ở mức thấp và duy trì trong nhiều năm. Thứ hai nữa là doanh nghiệp cũng có cái, họ có cái năng lực và có cái khả năng để hoạch định sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng ở mức khá cao. Và thứ ba nữa là hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì họ không quá phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng. Trong khi đó thì Việt Nam là nước đang phát triển cho nên nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh còn rất lớn. Kinh tế vĩ mô của ta thì về cơ bản là ổn định, nhưng các cái cân đối lớn của nền kinh tế cũng chưa thực sự bền vững, kỳ vọng về lạm phát còn cao và rất dễ biến động, xử lý nợ xấu thì cũng còn gặp nhiều khó khăn. Nhu cầu vốn của doanh nghiệp cũng như là vốn đầu tư cho phát triển kinh tế thì phụ thuộc lớn vào hệ thống ngân hàng. Các yếu tố này đã ảnh hưởng đến mặt bằng lãi suất cho vay của các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, so sánh với số liệu của một số nước trong khu vực theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới thì báo cáo với hội nghị là như Myanmar thì lãi suất cho vay hiện nay ở mức 13% năm, Indonesia là 11,9% năm, Thái Lan là 6,3% và Singapore là 5,4% một năm. Đây là mức lãi suất bình quân cho vay ở các nước. Thì mặt bằng lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam hiện nay là khoảng 6-11% năm, lãi suất cho vay bằng ngoại tệ ở khoảng 3-4%. Theo đánh giá của chúng tôi cũng là ở mức tương đối hợp lý so với tương quan và bối cảnh kinh tế vĩ mô của Việt Nam so với các nước. Tại nghị quyết của Quốc hội vừa qua thì cũng đã chỉ đạo ngành ngân hàng là phải phấn đấu giảm mạnh lãi suất cho vay. Thì báo cáo với các doanh nghiệp trong thời gian tới thì Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục theo chỉ đạo của Chính phủ bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô và tiền tệ để điều hành lãi suất ổn định, phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát, và tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng là tiết giảm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh để có điều kiện tiếp tục giảm lãi suất cho vay, và đặc biệt là quan tâm đến lãi suất ưu đãi đối với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ưu tiên, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ cao, doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả và có sản phẩm cạnh tranh được trên thị trường quốc tế. Và hiện nay trong cái bối cảnh áp lực lên lãi suất thì cũng tương đối lớn và nhu cầu vốn của doanh nghiệp thì còn lớn, thì chúng tôi cũng sẽ linh hoạt theo chỉ đạo của Chính phủ, thì tới đây chúng tôi sẽ đánh giá diễn biến thị trường tiền tệ để có thể xem xét linh hoạt trong cái việc áp dụng cái tỷ lệ vốn ngắn hạn để cho vay chung dài hạn của các ngân hàng. Hiện nay theo quy định là 50% và tới đầu năm tới là 40%, nhưng trong bối cảnh điều kiện tình hình hoạt động của các doanh nghiệp hiện nay và chỉ đạo của Chính phủ thì chúng tôi cũng sẽ xem xét và có cái điều chỉnh cho phù hợp để đảm bảo cái tiếp tục có cái nguồn vốn cung ứng chung và dài hạn cho của các tổ chức cho các cái doanh nghiệp. Thứ tư là về công tác điều hành tỷ giá. Thì trong công tác điều hành tỷ giá thì thời gian vừa qua thì Ngân hàng Nhà nước cũng luôn thận trọng, do những thay đổi của tỷ giá thì nó có thể gây những cái tác động khác nhau đến nhiều và rất nhiều mặt đến nền kinh tế, như là lạm phát, sự ổn định kinh tế vĩ mô, vay trả nợ nước ngoài, niềm tin vào giá trị của đồng Việt Nam, cũng như là các hoạt động của doanh nghiệp xuất khẩu và doanh nghiệp nhập khẩu. Trong năm 2016 và những tháng đầu năm 2017, điều hành tỷ giá thì cũng gặp rất nhiều khó khăn do các tác động mạnh trên thị trường quốc tế sau sự kiện Brexit ở nước Anh, sự kiện bầu cử Tổng thống Mỹ và các chính sách mới của Tổng thống Mỹ mới đắc cử, cũng như là việc Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tăng lãi suất. Thì trong nước thì cung cầu ngoại tệ cũng kém thuận lợi, nhập siêu thì lớn và xu hướng đồng đô la thì tăng giá rất mạnh trên thị trường quốc tế đã kéo theo các yếu tố về đầu cơ và kỳ vọng vào tỷ giá gia tăng. Tuy nhiên, với việc chuyển sang cách thức điều hành tỷ giá trung tâm linh hoạt từ năm 2016, có kết hợp đồng bộ với các cái công cụ điều hành chính sách tiền tệ khác ở trên thị trường tiền tệ cả đồng Việt Nam và đồng ngoại tệ, thì tỷ giá đồng Việt Nam so với đồng đô la Mỹ trong thời gian vừa qua chỉ tăng bình quân khoảng, trong năm 2016 chỉ tăng bình quân khoảng 1,1-1,2%, và thị trường ngoại hối trong nước là hết sức ổn định. Và so với các nước khác trong khu vực và trên thế giới thì trong nước chúng ta là thị trường ngoại tệ là ổn định hơn rất nhiều. Điều này đã góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ xuất khẩu tăng trưởng tốt, giúp cho các doanh nghiệp có một môi trường ổn định và chủ động trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh, phòng ngừa rủi ro tỷ giá, đồng thời cũng tạo niềm tin cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp. Và đồng thời qua thời gian đó thì Ngân hàng Nhà nước cũng đã mua được một cái lượng rất lớn ngoại tệ để tăng cái dự trữ ngoại hối nhà nước cao nhất từ trước đến nay. Và điều này góp phần vào tăng cường cái tiềm lực và uy tín của quốc gia. Trong thời gian tới về tỷ giá, thì với chủ trương của Chính phủ thì Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành một cách ổn định và linh hoạt,
không để tỷ giá biến động gây bất ổn trên thị trường và đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các nhà xuất khẩu, nhập khẩu, đảm bảo cái quan hệ vay trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp, của chính phủ, đồng thời tiếp tục xem xét xử lý các nhu cầu vay vốn ngoại tệ ngắn hạn một cách hợp lý để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Vấn đề thứ năm mà chúng tôi xin báo cáo thêm là về tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn. Thì về khuôn khổ pháp lý và cơ chế chính sách thì báo cáo với hội nghị là vừa qua thì Ngân hàng Nhà nước đã tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tiền tệ và ngân hàng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn vay. Đặc biệt vừa qua chúng tôi đã ban hành thông tư số 39 đơn giản hóa một số thủ tục hồ sơ cho vay, bổ sung nhiều quy định để đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động cho vay, bảo vệ quyền lợi của người vay, nâng cao tính tự chủ trong hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, đồng thời nâng cao yêu cầu minh bạch hóa, đảm bảo an toàn cho hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng. Đồng thời thời gian vừa qua đã báo cáo Ngân hàng Nhà nước, đã báo cáo Chính phủ và đã trình Bộ Chính trị đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020. Trong đó một trong các giải pháp là trình Quốc hội thông qua nghị quyết về xử lý nợ xấu và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật các tổ chức tín dụng. Nếu được thông qua sớm, nghị quyết của Quốc hội sẽ tạo điều kiện để xử lý triệt để các vướng mắc khó khăn về cơ sở pháp lý hiện hành liên quan đến xử lý nợ xấu và tài sản bảo đảm, các khoản nợ của các tổ chức tín dụng, tạo cơ chế xử lý đồng bộ, thống nhất, hiệu quả các khoản nợ xấu. Nhờ đó, theo chúng tôi đánh giá là sẽ giải phóng được một khối lượng vốn rất lớn đang đọng lại trong các khoản nợ xấu, cũng như giải phóng nguồn lực tài sản thế chấp hiện nay chưa xử lý được, gây lãng phí nguồn lực xã hội, giúp các tổ chức mở rộng tín dụng cho nền kinh tế, đồng thời giảm được chi phí hoạt động và có điều kiện tiếp tục giảm lãi suất cho vay cho các doanh nghiệp và tăng khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp. Về thủ tục vay vốn thì thời gian vừa qua ngành ngân hàng cũng đã rà soát, cắt giảm và bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức cá nhân trong giao dịch hành chính với tổ chức tín dụng. Các tổ chức tín dụng cũng đã tích cực đổi mới thủ tục giao dịch, công bố công khai trên trang điện tử các thông tin về hồ sơ tín dụng, dịch vụ, lãi suất, phí dịch vụ, quy định tiêu chuẩn chất lượng đối với các dịch vụ, cắt bỏ nhiều loại phí cho vay không cần thiết. Quy trình sản phẩm dịch vụ cho khách hàng cũng đã được cải tiến thuận lợi, nhanh gọn hơn thông qua việc ứng dụng công nghệ. Và theo thống kê thì thời gian số lần giao dịch giấy tờ cần cung cấp của khách hàng đã giảm từ 20-40%, một số quy trình sản phẩm dịch vụ đã giảm được trên 40% số lượng bản gốc mẫu biểu và giảm khoảng 45% số lượng chữ ký khách hàng. Bên cạnh đó thì thời gian vừa qua ngành ngân hàng cũng đã tiếp tục đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các cái chương trình kết nối ngân hàng và doanh nghiệp trên cả nước với nhiều giải pháp hỗ trợ tăng cường cho vay mới, cơ cấu lại nợ, giảm lãi suất cho vay và đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng. Báo cáo với đồng chí Thủ tướng Chính phủ thì vào hội nghị thì ngày 13 tháng 5 vừa qua là chúng tôi đã tổ chức cái hội nghị kết nối ngân hàng doanh nghiệp với 13 tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long để xử lý những cái vấn đề vướng mắc khó khăn cho các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn, đặc biệt trong lĩnh vực thủy sản. Trong thời gian tới thì Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm và chỉ đạo các tổ chức tín dụng tập trung triển khai có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc tiếp cận vốn ngân hàng. Trong đó có cải tiến quy trình thủ tục vay vốn, tăng cường cho vay tín chấp và tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương để đẩy mạnh triển khai các chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương để xử lý triệt để những vướng mắc trong việc xử lý tài sản bảo đảm và nâng cao hiệu quả hoạt động của quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Về các kiến nghị của doanh nghiệp thì chúng tôi đã nhận được các kiến nghị của doanh nghiệp và đã có văn bản trả lời trực tiếp và gửi đến cho Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam cũng như là Văn phòng Chính phủ. Và trong thời gian tới thì chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục chỉ đạo các hệ thống các tổ chức tín dụng đồng hành cùng với các doanh nghiệp để xử lý các cái vấn đề khó khăn vướng mắc trong hoạt động của doanh nghiệp. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn hội nghị.